Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Jesus Kitô. Đây là đài phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 30 tháng 10, trước hết, Trần Phúc Nhạc sẽ tường thuật hầu quý vị buổi Đức Thánh Cha Francisco đọc kinh truyền tin với tín hữu và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phaero trưa Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Xuân Khánh sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về bản tường trình của tổ chức trợ giúp các giáo hội đang đau khổ về cuộc bách hại các tín hữu Kitô và hiện tình giáo hội tại Mosul bên Iraq vừa được giải thoát khỏi tay quân đội nhà nước Hồi giáo IS. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ thuật lại chứng tá của cha Antonio Lofredo chống nạn tội phạm Camorra ở Napoli, Nam Italia bằng cách cạnh tranh và gieo vãi lời Chúa. Bây giờ, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng. Kính thưa quý vị thính giả, chưa Chúa nhật hôm qua 29 tháng 10, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hơn 30.000 tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài tin mừng theo Thánh Matthew, Chúa Nhật thứ 30 thường niên năm A. Trong đó, Chúa Giêsu trả lời câu hỏi do một người biệt phái nêu lên, đâu là giới luật quan trọng nhất? Ngài nói, Chủ nhật này phụng vụ trình bày cho chúng ta một đoạn ngắn của tin mừng nhưng rất quan trọng. Thánh sử Matthew kể lại rằng những người biệt phái họp nhau để thử thách Chúa Giêsu. Một người trong họ, tiến sĩ luật, nêu câu hỏi với ngài: Thưa thầy trong luật đâu là giới răn quan trọng nhất? Đó là một câu hỏi cạm bẫy vì trong luật mô -xê có nói đến hơn 600 giới luật. Trong tất cả những luật đó, làm sao phân biệt giới răn quan trọng nhất? Nhưng Chúa Giêsu không chút do dự và trả lời. Ngươi hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn và hết tâm trí ngươi. Và Ngài nói thêm, ngươi hãy yêu thương tha nhân như chính mình. Câu trả lời này của Chúa Giêsu không phải là điều hiển nhiên mà có, vì trong nhiều giới răn của luật do Thái, quan trọng nhất là 10 giới răn được Thiên Chúa trực tiếp thông truyền cho môi như những điều kiện của giao ước giữa Chúa với dân. Nhưng Chúa Giêsu muốn cho thấy rằng nếu không có lòng mến Chúa và yêu người thì không có sự trung thành đích thực với giao ước cùng Thiên Chúa. Bạn có thể làm bao nhiêu điều tốt lành, thực thi các giới răn, nhưng nếu bạn không có tình yêu thì việc làm ấy không hữu ích. Một đoạn văn khác trong sách xuất hành gọi là luật giao ước đã xác nhận điều đó. Trong phần này có nói rằng ta không thể ở trong giao ước với Chúa mà lại ngược đãi những người được Chúa đặc biệt bảo vệ. Đó là quá phụ, cô nhi và người ngoại quốc, người di dân, tức là những người cô độc và dễ bị tổn thương nhất. Khi trả lời cho những người biệt phái chất vấn Ngài, chúa giêsu cũng tìm cách giúp họ đặt lại thứ tự trong đời sống đạo của họ tái lập điều thực sự quan trọng và điều kém quan trọng hơn ngài nói toàn thể luật và các ngôn sứ tùy thuộc hai giới răn này đó là những giới răn quan trọng nhất các giới răn khác tùy thuộc hai giới răn đó và chúa giêsu đã sống như thế bằng cách rao giảng và thi hành những gì thực sự là quan trọng và thiết yếu nghĩa là tình thương tình thương mang lại đà tiến và sự phong phú cho đời sống và hành trình đức tin. Nếu không có tình thương thì cuộc sống cũng như đức tin sẽ trở nên khô cằn son sẻ. Điều mà Chúa Giêsu đề nghị trong trang tin mừng này là một lý tưởng tuyệt vời đáp ứng ước mong chân thực nhất của tâm hồn chúng ta. Thực vậy, chúng ta được dựng nên để yêu mến và được yêu mến. Thiên Chúa là tình thương đã tạo dựng chúng ta để chúng ta được tham dự cuộc sống của Ngài, để được Ngài yêu mến và yêu mến Ngài và cùng với Ngài yêu mến tất cả những người khác. Đó là giấc mơ của Thiên Chúa về con người. Và để thực hiện điều đó, chúng ta cần ơn thánh của Chúa. Chúng ta cần nhận được nơi mình khả năng yêu mến đến từ chính Thiên Chúa. Chúa Giêsu hiến mình cho chúng ta trong thánh thể chính vì điều đó trong thánh thể chúng ta lãnh nhận mình và máu Chúa nghĩa là chúng ta đón nhận Chúa Giêsu qua biểu hiệu tột đỉnh tình thương của Chúa khi Ngài hiến mình cho Chúa Cha để cứu độ chúng ta và Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ ngắn rằng nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta đón nhận và trong cuộc sống của chúng ta giới răn cao cả mến Chúa yêu người thực vậy Tùy chúng ta đã biết giới gian này từ khi còn nhỏ, nhưng không bao giờ chúng ta ngưng trở về với giới gian này và thực hành nó trong những hoàn cảnh khác nhau của đời sống chúng ta. Với ý nguyện trên đây, kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kênh truyền tin. Angelus Domini et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ece ancila Domini, fiat mii secundum verbum Tuum. Ave Maria, Gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Udini, ficiamur promissionibus Christi. Gratia in Tua, anquesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angel annunciante Christi Filii tu incarnationem cognovim per passionem eius et crucem a resurrectionis gloriam perducamur per unde in Christum Dominum nostrum amen sit nomen Domini benedictum et sos nunc et in quen saeculum aiutorium nostrum in nomine Domini qui fecit caelum et terram benedicat vos omnipotens deus pater et filius Et Spiritus Amen. Amen. Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha nhắc đến lễ phong chân phước hôm thứ Bảy 28 tháng 10 vừa qua tại thành phố Caxias do Sul, bên Brazil, cho cha Giovanni Schiavo thuộc dòng Thánh Giuse Muriando. Người sinh tại vùng Vicenza, Bắc Italia vào đầu thế kỷ 20, và khi còn là một linh mục trẻ, cha Schiavo được gửi sang Brazil Tại đây, cha đã nhiệt thành hoạt động phục vụ dân chúa và huấn luyện các tu sĩ nam nữ. Đức Thánh Cha nói, ước gì tấm gương của cha giúp chúng ta sống trọn vẹn lòng gắn bó của chúng ta với Chúa Kitô và tin mừng của Ngài. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican, tiếp theo đây kính mời quý vị theo dõi bài viết về bản tường trình của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ về cuộc bách hại các tín hữu kitô và hiện tình giáo hội tại mosul bên iraq vừa được giải thoát khỏi tay quân đội nhà nước hồi giáo <laughs> Ngày 13 tháng 10 vừa qua, Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã công bố bản tường trình có tựa đề Bị bắt hại và quên lãng, một báo cáo về các tín hữu Kitô bị đàn áp vì đức tin của họ trong các năm từ 2015 đến 2017. Theo đó, một lần nữa khẳng định rằng chúng ta đang sống trong một thời điểm Kitô hữu bị bắt hại nặng nề nhất và rộng lớn nhất. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ Ayuto a la que Sofre, viết tắt là ACS, là một tổ chức thuộc quyền giáo hoàng được thành lập hồi năm 1947 với sứ vụ bảo trợ hoạt động của giáo hội qua hàng ngàn chương trình giúp đỡ nhân bản và mục vụ mỗi năm. Tổ chức vẫn thường công bố những báo cáo định kỳ về tình hình các kỳ tơ hữu trên toàn thế giới, đặc biệt là tại những nơi giáo hội bị bắt hại nặng nề nhất. Hiện nay, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ hoạt động tại 146 nước trên toàn thế giới. Trong bản tường trình mới công bố, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã phân tích hiện tình 13 nước, trong đó các tín hữu Kitô phải chịu nhiều hình thức bất hại mãnh liệt nhất và 8 trong số các nước này bị liệt vào hạng bất hại cực điểm. Trong số các nước còn lại, tình hình trở nên tệ hại hơn và chỉ có hai quốc gia là không thay đổi đó là ả rập saudi và bắc hàn nhưng tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ giải thích rằng sở dĩ tình hình hai nơi này không thay đổi chính là vì tại đây các điều kiện sống của kitô hữu đã thê thảm đến cực độ và không thể nào tệ hại hơn nữa chẳng hạn tại ả rập saudi chịu nhiều đau khổ nhất là hàng trăm ngàn kitô hữu di dân đại đa số là người philippines thường sang đấy làm người giúp việc nhà mặc dù vua Abdullah bin Abdulaziz của Ả Rập Saudi cho phép người Kitô được cầu nguyện hay tổ chức các lễ nghi phụng tự trong nhà riêng, nhưng cho đến nay, cảnh sát tôn giáo vẫn có quyền đột nhập các tư gia của Kitô hữu để kiểm soát. Mặt khác, các tín hữu Kitô nhập cư nói trên giúp việc trong các gia đình hồi giáo phải tuân thủ các điều kiện khắt khe nhiều khi còn phải chịu đựng bao nhiêu lạm dụng và bạo lực từ phía chủ nhà nói chi đến quyền tự do tín ngưỡng. Điển hình nhất là vụ 27 tín hữu Kitô người Liban hồi năm 2016 đã bị bắt giam và may mắn chỉ bị trục xuất khỏi Ả Rập Saudi mà không chịu một hình phạt nào khác. Lý do duy nhất là vì họ đã tụ họp để mừng lễ Đức Mẹ lên trời tại một tư gia và có cả các sách kinh thánh, một biểu tượng tôn giáo bị cấm tại đây. Còn tại Bắc Hàn thì như mọi người đều biết mọi hình thức tôn kính, cầu nguyện, suy gẫm đều bị cấm tuyệt đối, ngay cả khi cầu nguyện suy gẫm trong thinh lặng hay ở nhà riêng. Ai vi phạm sẽ bị trừng phạt nặng nề với tra tấn, tù đầy trong nhiều năm dài hay lao động khổ sai và trong một số trường hợp bị tuyên án tử hình nữa. Khoảng 1 phần 3 tổng số các tù nhân bị giam hãm trong các trại lao động khổ sai Bắc Hàn là Kitô Hữu nghĩa là từ 50.000 đến 70.000 người bị đầy ái chỉ vì họ tin vào Thiên Chúa. Báo cáo của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ nhận định rằng tại 9 trong số 13 nước nói trên, các tín hữu Kitô là nạn nhân của chính quyền hồi giáo hay của những phong trào hồi giáo cực đoan tại Iraq và Syria, cái gọi là nhà nước hồi giáo do Baghdadi lập ra hồi năm 2014 đã buộc hàng trăm ngàn tín hữu Kitô phải tản cư tị nạn. Bao nhiêu cộng đoàn đã bị đánh bật ra khỏi làng mà quê hương và chỉ từ vài tháng nay họ mới dám môn men trở về nhà cũ mong tái lập cơ nghiệp. Tại Ai cập. Tầm mức ảnh hưởng hồi giáo quá khích ngày càng lớn mạnh, đe dọa trực tiếp sự sống còn của giáo hội Cốp thiểu số như Đức thượng phụ Cốp Alexandria, Ibrahim, Isaac, Sidrak đã nhắc nhở trong chuyến viếng thăm trụ sở tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ trong những ngày vừa qua. Tại Iran, thổ Nhĩ Kỳ và Sudan, ba quốc gia này có đại đa số dân là người hồi giáo, mối đe dọa đến từ chính quyền luôn tìm mọi cách để chèn ép hay đánh đuổi người Kitô. Tại Sudan chẳng hạn, chính quyền viện cớ luật lệ xây cất có kế hoạch để phá sập các nhà thờ và cơ sở phụng tự khác của người Kitô, đồng thời cấm xây các cơ sở mới tại Pakistan, thiểu số người Kitô nơi đây vừa phải chịu đựng sự kỳ thị của một phần dân chúng bị ảnh hưởng của hàng ngàn trường dạy kinh Koran Hồi giáo, thường đi theo chiều hướng quá khích, vừa phải đương đầu với bạo lực từ phía chính quyền, rõ rệt nhất là qua đạo luật chống phạm thượng với những án phạt nghiêm trọng dành cho những ai xúc phạm Hồi giáo, mặc dù rất nhiều khi luật này bị lạm dụng tỏ tường. Tại Ấn Độ, tín hữu Kitô bị các nhóm ấn giáo quá khích kỳ thị. Với chiến thắng của đảng Bharatiya Janata ấn giáo trong cuộc bầu cử hồi năm 2014, các nhóm ấn giáo cực đoan liên tiếp tấn công khủng bố tín hữu Kitô, một phần cũng vì họ được các thành phần chính trị và chính quyền bao che. Trong năm 2016, tín hữu Kitô Ấn Độ đã chịu 365 vụ bạo hành. Trong năm nay 2017, từ tháng Giêng đến tháng 5 đã có 316 hành vi bạo lực đối với tín hữu Kitô. Tại Nigeria bên Phi châu, đe dọa đến từ nhóm hồi giáo quá khích Boko Haram có phần sút giảm, nhưng người Kitô lại phải đối diện với các vụ tấn công bạo động của người du mục Fulani cũng thuộc hồi giáo, thường cướp bóc các làng mạc nông dân Kitô hay thuộc các tôn giáo cổ truyền Phi châu đặc biệt tại Nigeria cũng như trên toàn lục địa Phi Châu, yếu tố tôn giáo bị trộn lẫn với yếu tố sắc tộc và trở thành nguyên do gây chia rẽ, căng thẳng và tranh chấp tại đây. Tuy nhiên, tổ chức trợ giúp các xã hội đau khổ nhấn mạnh rằng trách nhiệm của những đau khổ bạo hành tín hữu Kitô thuộc về những chính quyền và các nhóm chống đối, như tựa đề của báo cáo mới công bố bị bách hại và quên lãng muốn nêu bật sự kiện là hành vi bách hại Kitô hữu có thể xảy ra vì các nước Tây phương hoàn toàn hờ hững trước số phận của các tín hữu Kitô. Sang đến tình hình tại Mosul, thủ đô kinh tế của Iraq, Mosul rơi vào tay cái gọi là quân đội hồi giáo IS từ tháng 6 năm 2014 và mới được quân đội Iraq giải phóng vào ngày 9 tháng 7 vừa qua, sau một cuộc chiến kéo dài 266 ngày. Trong thời gian bị quân IS chiếm hữu, các tín hữu Kitô phải chịu bao nhiêu đọa đày, nhà cửa, cơ nghiệp của họ bị tịch thu, tính mạng của họ bị đe dọa, nơi chốn thờ phượng như nhà thờ, nhà xứ bị trưng dụng làm nhà tù hay trường tập bắn, các tượng ảnh Đức Mẹ và các thánh bị sử dụng như các bia tập bắn. Họ phải tuân theo luật Sharia Hồi giáo, phải đi dự các buổi cầu nguyện trong đền thờ Hồi giáo mỗi ngày thứ sáu nếu không muốn bị bắt giam hay bị đánh đòn. Các kỳ tư hữu còn bị bắt phải đóng thuế hay bị tống tiền trắng trợn, có thể bị giết bởi bất cứ ai. Biết bao nhiêu nơi trốn lịch sử của Mosul đã bị triệt phá hoàn toàn chỉ vì bị xem là không hợp pháp, xét theo luật Hồi giáo. Sau cuộc chiến kéo dài 266 ngày, quân IS bị đánh bật ra khỏi Mosul, nhưng ý thức hệ Hồi giáo vẫn còn bám trụ trên những hoang tàn đổ nát nơi đây. Ngay sau chiến thắng của quân đội chính quyền Iraq, Đức cha Nona, nguyên giám mục Mosul đã nói ngay hồi tháng 8 sau đó. Thật là khó mà khẳng định là IS đã bị đánh bại ở Mosul và vùng phụ cận. Đức cha Nona cũng như hàng ngàn vạn tín hữu Kitô khác vùng này đã phải bất ngờ di tản ra khỏi Mosul Ngài nói tiếp, Trên thực tế, cái gọi là nhà nước Hồi giáo IS là một đường lối tư duy và hành động nảy sinh từ một xã hội Hồi giáo, cho rằng mình có quyền làm bất cứ điều gì mình muốn và nghĩ rằng xác tín của mình là điều duy nhất hợp pháp phải áp đặt cho tất cả mọi người. Ngay giờ đây, Mosul đã được quân đội chính quyền giải phóng bằng quân sự, nhưng vẫn còn một trận chiến khác chưa ngã ngủ trận chiến nhắm thay đổi và đánh bại chiếc nôi đã sinh ra lối suy nghĩ và hành động này. Đức cha Amen Nona sinh năm 1967 tại Al-Quds bên Iraq. Ngài chịu chức linh mục năm 1991 tại thủ đô Baghdad. Du học Roma rồi hoạt động mục vụ tại quê nhà Iraq. Ngày 13 tháng 11 năm 2009, cha được chỉ định làm tổng giám mục Kande của Mosul và được tấn phong ngày 8 tháng 1 năm 2010 sau đó. Tháng 6 năm 2014, Đức Cha đã cùng với làn sóng hàng ngàn người dân Mosul một sớm một chiều di tản khỏi thành phố khi nơi này rơi vào tay quân đội nhà nước Hồi giáo. Tháng Giêng năm 2015, Đức Cha Francisco đã chỉ định Đức Cha làm giám mục giáo hội Candê vùng Australia và New Zealand, nhưng vẫn giữ tức hiệu tổng giám mục. Đức cha Nona là một trong những người đầu tiên quả quyết rằng đối với các kỳ tơ hữu, thật là khó trở về Mosul vì họ biết quá rõ cái xã hội đã đẻ ra cái gọi là ISIS hay là IS vẫn còn đó như cách đây 3 năm. Sự việc xảy ra ngày nay dường như xác nhận lời tuyên bố của Đức cha. Sau những cuộc giao tranh khốc liệt suốt 266 ngày, quân đội chính quyền Iraq đã đánh bật quân khủng bố IS ra khỏi Mosul và vùng phụ cận. Ba tháng sau ngày Mosul được giải phóng, tức là đầu tháng 10 vừa qua, như là dấu hiệu bình thường hóa tình thế, Đại học Mosul mở cửa trở lại, khai giảng niên học mới. Nhưng với một tấm bảng khẳng định là tất cả các sinh viên muốn trở lại đại học phải ăn mặc theo một tiêu chuẩn đặc biệt nam phải mặc áo vết và cắt tóc ngắn, nữ mặc áo dài che kín gót chân và đầu choàng khăn hijab mới được vào lớp học. Phụ nữ phải choàng khăn che kín đầu tóc không phân biệt là người Hồi giáo hay Kitô hoặc thuộc các tín ngưỡng khác, nghĩa là đúng theo kiểu mẫu của nhà nước Hồi giáo IS đã áp đặt trong 3 năm trước đó, hoàn toàn không có gì thay đổi. Thật là đúng như lời tuyên bố của Đức Thượng Phụ Kande Baghdad, Đức cha Mark Louis Raphael Một trong hội nghị quốc tế do tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ triệu tập tại Roma mới đây. Ngài nói, điều ưu tiên phải làm là chính quyền phải đánh bại tâm thái của nhà nước Hồi giáo IS. Con số các tín hữu nơi đây đã từ 1,5 triệu giảm xuống còn chưa đến 500 ngàn. Đây là một cuộc thảm sát, một cuộc diệt chủng thực sự xảy ra, một phần vì sự thù hận của người hồi giáo đối với tín hữu Kitô. Cần phải làm sao để phát huy một nền giáo dục có khả năng chữa lành thái độ quá khích và tâm thái bộ tộc đầy bạo lực vẫn còn ngự trị giữa lòng dân chúng trong nước, thăng tiến cuộc đối thoại chính trị và văn hóa, tách biệt hẳn tôn giáo và chính quyền, tu sửa hiến pháp quốc gia, làm sao để đảm bảo quyền lợi đồng đều cho mọi công dân trong nước không phân biệt tín ngưỡng? cách đây vài ngày trong một cuộc phỏng vấn dành cho đài vatican một linh mục iraq cha benham benoka cũng khẳng định rằng sự giữ lớn nhất của iraq trên cả cái gọi là nhà nước hồi giáo isis chính là ý thức hệ hồi giáo tình hình hiện nay ở mosul vẫn còn rất trầm trọng người dân không muốn trở về mosul vì họ sợ rằng ý thức hệ hồi giáo đã tàn phá toàn bộ nền văn hóa của dân chúng đã có nhiều trường hợp người Kitô bị hăm dọa khi trở về thành phố vừa mới được giải phóng. Và thực tế là thế đó. Nhóm quân đội nhà nước Hồi giáo IS của al-Baghdadi có thể sắp bị giải tán, nhưng cuộc chiến chống phong trào Hồi giáo quá khích vẫn chưa hề có dấu hiệu cáo chung. Vừa rồi là bản chương trình của tổ chức trợ giúp các xã hội đau khổ về cuộc bách hại các tín hữu Kitô và hiện tình xã hội tại Mosul bên Iraq vừa được giải thoát khỏi tay quân đội nhà nước hồi giáo IS. Sau đây chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. thưa quý vị thính giả, tuần qua có hai sinh hoạt của Đức Thánh Cha được coi là quan trọng về phương diện đại kết Kitô. Trước tiên, Ngài tiếp Đức Thượng phụ Theophilos III, giáo chủ chính thống Hy Lạp ở Jerusalem, đến viếng thăm tòa thánh từ ngày 22 đến 25 tháng 10. Cùng đi với Đức Thượng phụ có Đức Tổng giám mục Aristarchus, tránh văn phòng của tòa thượng phụ, một phó tế và hai giáo dân khác. Đức Theophilos III là vị thượng phụ đầu tiên của Giáo hội Chính thống Hy Lạp ở Jerusalem đến viếng thăm tòa thánh. Trước đây, tòa thượng phụ này thường gây nhiều khó khăn trong tương quan đại kết giữa Công giáo và Chính thống giáo. Trong buổi tiếp kiến sáng thứ Hai, 23 tháng 10, Đức Thánh Cha tái bày tỏ sự gần gũi và tình liên đới với những người đang chịu đau khổ vì những cuộc xung đột kéo dài từ nhiều thập niên qua tại thánh địa. Đức Thánh Cha nhắc đến tình trạng bất ổn và thiếu thông cảm giữa các phe ở Thánh Địa, tạo nên sự bất an, các quyền căn bản của con người bị giới hạn và nhiều người phải bỏ quê hương ra đi. Ngài nói, tôi khẩn cầu Thiên Chúa phù trợ và xin tất cả những người liên hệ gia tăng nỗ lực để có những điều kiện thực thi một nền hòa bình bền vững dựa trên công lý và sự nhìn nhận các quyền của tất cả mọi người. Để được vậy, cần quyết liệt loại bỏ việc sử dụng bất kỳ loại bạo lực nào, mọi thứ kỳ thị và những thái độ bất bao dung chống lại con người và các nơi thờ phượng của Do Thái, Kitô và Hồi giáo. Cần bảo vệ status quo, các quy luật hiện hành về thành thánh Jerusalem. Thành này phải là một nơi mà tất cả mọi người có thể sống chung với nhau trong an bình. Nếu không, cái vòng đau khổ sẽ tiếp tục khôn cùng đối với tất cả mọi người. Đức thánh cha cũng đề cao sự thỏa thuận giữa Công giáo chính thống Hy Lạp và giáo hội Armenia về việc tu bổ đền thờ Mộ Thánh, một điều chưa từng có trước đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican sau đó, cha Francesco Patton, bề trên dòng Francisco tại Thánh địa, đề cao tầm quan trọng bài diễn văn của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến Đức thượng phụ Theophilos III. Cha Patton nói Cuộc tiếp kiến và diễn văn của Đức Thánh Cha với Đức Thượng phụ Theophilos thật là quan trọng. Cũng vậy, khi Đức Thánh Cha mạnh mẽ kêu gọi các cộng đồng Kitô luôn luôn được nhịn nhận như một thành phần của xã hội và với tư cách là tín hữu cũng như là công dân, họ góp phần vào công ích. Đây là điều quan trọng vì hai lý do. Thứ nhất, chúng tôi chỉ là thiểu số. Kitô hữu chỉ chiếm 2% dân số tại Thánh địa khi là một thiểu số thì thường có xu hướng bị người ta coi nhẹ, hoặc chính các cộng đoàn Kitô quá dè dặt, không muốn xuất đầu lộ diện quá. Vì thế, điều rất quan trọng là chính các tín hữu Kitô nhìn nhận giá trị sự hiện diện của mình tại thánh địa. Lý do thứ hai là nhìn nhận sự đóng góp của các tín hữu Kitô cho đời sống tại thánh địa. Cuộc tiếp kiến thứ hai diễn ra sáng ngày 26 tháng 10, được Đức Thánh Cha dành cho mục sư Derek Browning, thủ lãnh Giáo hội Tin lành Ecos cùng với phái đoàn. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến năm kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của Luther. Việc kỷ niệm này đã giúp các tín hữu Kitô thuộc hai khối giáo hội sát tín hơn, mình là anh chị em với nhau trong Chúa Kitô và không còn coi nhau như những người xa lạ hay người cạnh tranh. Đức Thánh Cha nói: quá khứ tự nó là điều không thể thay đổi được. Nhưng một điều cũng rất đúng, đó là ngày nay chúng ta hiểu nhau đi từ cái nhìn của Thiên Chúa trên chúng ta. Trước hết, chúng ta là con cái của Chúa, tái sinh trong Đức Kitô trong cùng một phép rửa. Vì thế, chúng ta là anh chị em với nhau, trong thời gian dài, chúng ta đã quan sát nhau từ xa với một cái nhìn quá phàm nhân, đầy nghi kỵ, chú ý đến những khác biệt và sai lầm và tâm hồn thường than trách về những điều thiệt hại phải chịu. Trong tinh thần tin mừng, giờ đây chúng ta hãy tiếp tục tiến bước trên con đường bác ái khiêm tốn, đưa tới sự vượt thắng những chia rẽ và chữa lành những vết thương. Chúng ta đã đi vào một cuộc đối thoại hiệp thông cuộc đối thoại dùng ngôn ngữ riêng của những người thuộc về Thiên Chúa và là điều kiện không thể từ khước để loan báo tin mừng. Làm sao chúng ta có thể loan báo Thiên Chúa tình thương nếu chúng ta không yêu thương nhau? Tối Chủ nhật 22 tháng 10, Đức Thánh Cha đã kêu gọi các bạn trẻ Canada đừng để ai cướp mất tuổi trẻ của mình và hãy làm cho những môi trường sống của mình đầy niềm vui của phúc âm Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong sứ điệp video gửi các bạn trẻ Canada tối Chúa Nhật trong biến cố truyền hình đặc biệt của đài TV Muối và Ánh Sáng để giúp các giám mục Canada chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 10 năm tới về giới trẻ. Hiện diện tại phòng thu ở đài truyền hình cũng có Đức Hồng Y Kevin Farrell, Bộ trưởng Bộ Giáo dân và Gia đình, cùng với các bạn trẻ và các giám mục đến từ 6 thành phố ở Canada. Đức Thánh Cha ca ngợi vẻ đẹp của thế giới và nhắc nhở các bạn trẻ đừng để trái đất bị hư hỏng vì những kẻ chỉ muốn khai thác và hủy hoại thế giới. Ngài nói, tôi cũng mời gọi các bạn hãy làm cho những nơi các bạn sinh sống được tràn đầy niềm vui và sự phấn khởi tiêu biểu của người trẻ. Hãy tưới gội thế giới và lịch sử bằng niềm vui đến từ tin mừng, từ cuộc gặp gỡ với một nhân vật là Chúa Giêsu đấng đã làm cho các bạn say mê và thu hút các bạn ở với Ngài. Các bạn đừng để cho tuổi trẻ của mình bị cướp mất, đừng cho phép một ai bị ngăn cản và làm lu mờ ánh sáng mà Chúa Kitô đặt trên khuôn mặt và trong tâm hồn các bạn. Các bạn hãy kiến tạo những tương quan thấm đượm lòng tín nhiệm, chia sẻ và cởi mở cho đến tận bờ cõi trái đất. Đừng dựng lên những bức tường chia cách, nhưng hãy kiến tạo những nhịp cầu. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, các bạn trẻ thân mến, Chúa Giêsu đang nhìn và mời gọi các bạn đến ở với Ngài. Các bạn có gặp thấy cái nhìn của Chúa, đã nghe tiếng nói và cảm thấy một sự thúc đẩy các bạn lên đường chưa? Tôi chắc chắn rằng, mặc dù những tiếng huyên náo dường như đang ngự trễ trên thế giới, tiếng gọi của Chúa vẫn tiếp tục vang dội trong tâm hồn các bạn để mở con tim các bạn đón nhận niềm vui tràn đầy Điều đó có thể xảy ra theo mức độ các bạn được những người hướng dẫn kinh nghiệm đồng hành và bắt đầu một hành trình phân định để khám phá dự phóng của Thiên Chúa đối với cuộc đời các bạn. Cả khi hành trình của các bạn bấp bênh và xa ngã, Thiên Chúa giàu lòng xót thương vẫn giơ tay để nâng các bạn đứng dậy. Hôm thứ Năm 26 tháng 10, trong sứ điệp gửi các tham dự viên tuần lễ xã hội Italia lần thứ 48, đức thánh cha tố giác nạn bóc lột lao động và những công việc làm hạ nhục phẩm giá con người tuần lễ xã hội này tiến hành từ ngày 26 đến 29 tháng 10 vừa qua tại thành phố Cagliari, thủ phủ đảo Sardinia, Italia với chủ đề công việc mà chúng ta muốn tự do có tính cách sáng tạo tham gia và liên đới trong sứ điệp video gửi các tham dự viên tuần lễ xã hội đứng đầu là Đức Hồng Y Juan Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia. Đức Thánh Cha ca ngợi việc chọn chủ đề vừa nói cho tuần lễ này và Ngài khẳng định rằng không có công việc làm thì không có phẩm giá. Nhưng không phải tất cả mọi công việc làm đều là những việc xứng đáng. Có những công việc hạ nhục phẩm giá con người, những việc nuôi dưỡng chiến tranh bằng cách chế tạo võ khí, những việc bán thân như mại dâm, những công việc khai thác bóc lột trẻ vị thành niên, có những việc xúc phạm đến phẩm giá của người lao động và cả những công việc lậu bóc lột sức lao động, những công việc kỳ thị phụ nữ và loại bỏ những người khuyết tật. Đức thanh Trà cũng tố giác rằng cả công việc bấp bênh cũng là một vết thương mở toang đối với nhiều công nhân sống trong tình trạng sợ bị mất việc. Tôi đã nghe bao nhiêu lần những lo âu này, lo âu mất việc lo âu của những người có việc làm từ tháng 9 đến tháng 6 năm sau và không biết có việc hay không vào tháng 9 năm tới. Đó là sự bấp bênh hoàn toàn, đó là điều vô luân, giết hại phẩm giá, sức khỏe, gia đình, xã hội. Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin trình bày cùng quý vị chứng tá của cha Antonio Lofredo chống nạn tội phạm Camorra ở Napoli, Nam Italia bằng cách cạnh tranh và gieo vãi lời Chúa. Cha Antonio Lofredo, 58 tuổi, hiện nay là cha xứ Rione Sanita ở Napoli, Trung Nam Italia. Thành phố này nổi tiếng vì nhiều điều. Thứ nhất là có ngọn núi lửa Vesuvio đã từng phun lửa vui lấp thành phố Pompei những năm đầu công nguyên. Ngày xưa nơi này rất đẹp, đến độ người Pháp có câu châm ngôn nói rằng thấy Napoli rồi chết cũng được. Nhưng giờ đây, Napoli nổi tiếng vì dơ bẩn và vì nạn tội phạm Camorra lộng hành. Trong thời gian gần đây, các vụ băng đảng tội phạm tranh chấp bắn giết lẫn nhau xảy ra thường ngày, có khi giữa thanh thiên bạch nhật. Cha Blefredo đã đến Rione Sanita cách đây khoảng 18 năm, lúc cha vừa trên 40 tuổi. Lúc đó, cha phụ trách giáo sứ Pocho Reale, nơi có nhà tù khét tiếng mang cùng tên. Có lẽ nhờ kinh nghiệm này, nên khi đến nhiệm sở mới Cha đã không quá bận tâm lo lắng khi không được dân chúng giáo dân hân hoan đón chào. Cha cũng không lo âu nhiều về sự kiện linh mục Giuseppe Grassenlo vì tiền nhiệm của cha đã bị kết án về tội ấu dâm trước sự hài lòng hiển nhiên của những phe nhóm tội phạm từng bị cha chống đối. Cha Grassenlo đã để lại cho cha Lopredo một ý tưởng đó là cái đẹp tốt có thể đem đến nhiều phép lạ. Và đây chính là chìa khóa để giải mã bản đồ dẫn đến những kho tàng giấu kín. Cha Blofredo kể lại, trong hai năm đầu tiên sau khi đặt chân đến giáo xứ Rio Sanita, tôi ấn binh bất động để xem xét tình thế. Ngày còn là một linh mục trẻ mới chịu chức, tôi đã hoạt động với nhiều thanh thiếu niên bụi đời dạo thập niên 80. Tôi nhớ là nhà xứ lúc ấy có một số người trẻ từng nghiện ngập trú ngụ và chúng tôi có một hợp tác xã đầu tiên. Chúng tôi cũng có cả một nhà dành cho người bị bệnh liệt kháng ở giai đoạn cuối. Chúng tôi tràn đầy hy vọng và nỗ lực hoạt động trong lĩnh vực tương trợ xã hội, làm gạch nói giữa chính quyền và thị trường thương mại, sống cạnh những người nghèo khổ yếu đuối như là một lựa chọn và đồng thời là một nghề nghiệp. Nhưng rồi khi bước sang ngàn năm thứ ba, tức là sau năm 2000, các ngân khoản trợ giúp xã hội bị cắt giảm nhiều. Chúng tôi không còn được hỗ trợ tài chính từ phía chính phủ nữa và thế là phải ngưng hoạt động. Tôi nhớ rõ lúc ấy tôi đau khổ nhiều vì đã lôi cuốn người trẻ vào một cuộc phiêu lưu đầy hứng khởi nhưng không còn lối thoát. Chính vì thế, khi đặt chân đến Rio Sanita, tôi đã chờ đợi một thời gian dài. Tôi đã dành nhiều thời gian để khám phá những bảo vật giấu ẩn như những catacombe tiền Kitô hữu bị bỏ rơi tàn tạ, tà. một nhà nguyện cổ kính có từ thế kỷ thứ sáu, đền thánh Genaro ngoại thành lúc ấy bị biến thành nhà kho của các trung tâm săn sóc sức khỏe của thành phố. Bao nhiêu là hành lang của các tu viện chìm sâu trong quên lãng. Tôi cũng khám phá ra bao nhiêu con người bị đời làm cho bầm dập, mang những thương tích vẫn còn rỉ máu trong tim họ nhìn tôi đầy nghi ngờ như muốn hỏi ông là ai ông muốn gì ông ở đây làm gì muốn lấy cái gì tôi nhận thức được là người dân nơi đây đang tiếp tục những tranh chấp nhiều khi đẫm máu khởi đầu từ bao nhiêu năm trước nhưng đồng thời tôi cũng thấy được một kho tàng lịch sử và nghệ thuật phi thường tôi chỉ phải tìm ra khởi đầu hoạt động một vụ mà thôi và tôi đã tìm thấy sắc đẹp tuyệt vời của nơi chốn này từ kinh nghiệm làm việc với nhà tù Bojo Reale, cha đã bắt đầu vẽ ra chân thiện mỹ trước hết. Trước hết, cha mở một ban nhạc hòa tấu cho trẻ em với 44 nhạc viên, rồi ban nhạc thứ hai với 44 thiếu niên. Cha nói, tôi nhớ là không em nào muốn tham gia ban nhạc đầu tiên cả. Nhưng rồi khi tôi tuyển lựa các thành viên ban nhạc thứ hai, có đến 150 bà đến xin ghi danh cho con mình. Sau đó là các lớp dạy múa ba lê, lớp dạy sửa đồ, mở rộng đón nhận tất cả mọi người không trừ ai, lớp kịch nghệ, dân dân. Cha Antonio Lopredo kể tiếp, nhưng gia tài nhân bản mới là điều quan trọng nhất đối với tôi. Đó là những người như Enzo, được gửi sang London, thủ đô Anh Quốc để vừa làm, vừa bán kem, vừa học đại học, và mới đây đã tốt nghiệp tiến sĩ khảo cổ. Như Nando Hiện đang học với một gia đình Ở Buenos Mou Nhiều thiếu niên khác Ở Canarie Để học tiếng Tây Ban Nha Để có thể một ngày kia giải thích kiểu mẫu Barocco cho khách du lịch Hay là để viết luận án tốt nghiệp Bằng thứ ngôn ngữ này Họ là những người trẻ Mà trước đây không ai dám đánh cược Trên tương lai Vì đã sinh ra và lớn lên Tại Rio de Sanita này Cha cho biết công cuộc canh tăng mục vụ bắt đầu với 6, bảy trẻ. Năm 2006, Hợp tác xã Paranza ra đời với mục đích chính là săn sóc các đền thờ, catacombe hay các cơ sở kiến trúc bị bỏ hoang trong vùng. Hợp tác xã nhằm trùng tu những nơi này để thu hút khách du lịch. Nhiều công việc đã được tạo ra cho người trẻ thất nghiệp hay bỏ rơi ngoài lề xã hội những hòn đá bị người đời loại bỏ đã trở thành thợ điện thợ nề nhân công thủ công nghệ khi trùng tu những người trẻ làm việc với sự hướng dẫn của những kiến trúc sư người vẽ kiểu hay kỹ sư đến từ milano với giấy tờ dụng cụ chuyên môn họ chỉ vẽ xong lên đường về nhà với những ổ bánh mì to đặc biệt của vùng napoli trong tay đó là tiền công của họ thế thôi Hồi trùng tu Catacombe Thánh Genaro, Các bạn trẻ chia nhau làm việc ngày đêm để dọn dẹp. Thanh niên thì chùi rửa Catacombe, các thiếu nữ thì chia nhau lo cơm nước. Bây giờ, 15 người trẻ lo việc quản lý Catacombe này. Khởi đi từ 8.000 khách viếng thăm hồi trước lên đến 100.000 mỗi năm. Như số vé bán ra chứng tỏ, Bây giờ những người trẻ lớn hơn lo lắng dạy dỗ huấn luyện cho những người bé hơn. Hai tu viện bị bỏ hoang bây giờ là hai khách sạn kiểu bed and breakfast, lúc nào cũng đầy khách hàng. Và ban nhạc của chúng tôi vẫn thường được mời hòa nhạc cho các ca sĩ nổi tiếng. Chúng tôi không chống lại các nhóm tội phạm Camorra, chúng tôi chỉ thu hút người trẻ đến chơi với chúng tôi mà thôi. Chúng tôi cũng không xâm chiếm lãnh thổ của Camorra nhưng chỉ gieo rắc những mầm móng tốt trên mảnh đất ấy mà thôi. Chờ đến lúc này, chúng tôi không hề đụng chạm tranh chấp với họ và chỉ muốn sống đức tin và vuông trồng hạt giống tin mừng mà thôi. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới vào các buổi sáng từ 6 giờ 15 phút đến 6 giờ 57 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz tức là 31m25 và 11.900 kHz tức là 25m21. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của Đài tại địa chỉ http 2 2 vi radiovaticana va Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh trên kênh YouTube Vatican Tiếng Việt. Tại kênh YouTube này, quý vị có thể nghe chương trình phát thanh của ngày hôm nay hoặc các chương trình đã phát trước đó, cũng như xem các video tường thuật các buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chúa Nhật, các buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung vào sáng thứ tư tại Vatican và các hoạt động đặc biệt của Đức Thánh Cha nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các Thánh tử đạo Việt Nam. Lầu đế thua Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.